Sau đây là thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước ngày hôm nay. Tại Việt Nam, tính từ 16 giờ ngày 4 tháng 1 đến 16 giờ ngày 5 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.997 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.168 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố có 12.299 ca trong cộng đồng, trong ngày có 22.662 ca được công bố khỏi bệnh. Tại Ninh Bình, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành quyết định kết thúc việc thiết lập cách ly y tế phong tỏa vùng có dịch đối với một phần khu vực phố Mỹ Sơn, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, bao gồm 40 hộ, 124 khẩu, từ thửa đất số 5.562 tờ bản đồ số PL4, nhà bà Hoàng Thị Tâm đến tiểu ngõ thửa đất số 479 tờ bản đồ số PL4, nhà ông Trần Văn Bình phía bắc giáp đồi Tế Mỹ, xã Gia Hòa, phía đông giáp thửa đất số 480 tờ bản đồ số PL4, hộ gia đình ông Trần Văn Vận, phố Mỹ Sơn, phía tây giáp thửa đất số 439 tờ bản đồ số PL4, hộ gia đình bà Trần Thị Cần, phố Mỹ Sơn, phía nam giáp đường giao thông ven đồi. Thời gian kết thúc từ 0 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2022.